Để bảo vệ trên 9.200 hecta rừng đầu nguồn của xã biên giới Tam Hợp. Mỗi tháng như vậy, 5 cán bộ của trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương phải phân chia thành nhiều ca, cùng phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tận gốc. Tính ra, mỗi người phải đảm nhận bảo vệ trên 1.800 hecta. Số ngày ăn ngủ trên rừng chiếm gần một nửa thời gian công tác trong năm. Lâm sản thì nhiều, phải là lâm sản nhiều nhất so với cả huyện Tương Dương. Một lần đi tuần tra thì trung bình là 2 đến 3 đêm, có khi là lên đến 4 đêm. Toàn tỉnh hiện có 19 chủ rừng, chủ yếu là ban quản lý rừng phòng hộ các huyện, với nhiệm vụ quản lý bảo vệ trên 35% diện tích rừng và đất lâm nghiệp của cả tỉnh. Áp lực giữ rừng đầu nguồn ngày một nặng nề. Tuy nhiên, thu nhập của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng không tương xứng với công sức bỏ ra. 15 năm trong nghề lại đảm nhiệm vị trí trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng. Thu nhập và đời sống của anh Minh phụ thuộc hoàn toàn vào 5.500.000 đồng tiền lương hàng tháng. So với trong trạm thì là cơ bản là cao nhất rồi, nhưng mà để mà đảm bảo được cuộc sống của bản thân tôi thì là chưa đủ, chưa nói đến cái việc còn hàng tháng còn về nuôi con nhỏ nữa, gia đình nữa. Thì là mức chi phí như thế thì phải là đóng như vậy một tháng là về mất khoảng 2 triệu tiền ăn rồi. Hiện nay, kinh phí chi trả cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phụ thuộc vào nhiều nguồn và không ổn định. Đó là lý do mà 6 tháng qua, ông Nguyễn Hoàng Sáng vẫn chưa nhận được tháng lương nào của năm 2023. Tiền Sáng cũng được hỗ trợ, mà chỉ có tổng cái thu nhập 6 triệu đó. Tức là anh chỉ trả trong tháng làm sao cho đủ. Cũng rất vất vả nhé. Bây giờ với cái tuổi tối thì năm nay là 54 tuổi rồi. Thì bây giờ nếu như có chuyển nghề thì không biết làm cái gì cả. Tôi chứ ở đây thì nói xin lỗi cả anh cố gắng kiếm cái sổ hiếu rồi đấy. Tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 sẽ xem xét thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Nếu được thông qua, mỗi năm, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của toàn tỉnh không quá 15 tỷ đồng. Những cái đồng chí vừa rồi mà viết đơn xin thôi việc thì là chúng tôi chưa giải quyết đơn vận động ở lại. Thì hiện nay là sau khi có cái thông báo là tỉnh đã chấp thuận là và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng nghị quyết thì anh em đã rút đơn. Và hiện tại thì anh em rất là yên tâm trong công tác. Và cái sự yên tâm công tác này của anh em thì sẽ dẫn tới là rừng được bảo vệ tốt. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm nâng cao mức sống, hạn chế tình trạng người lao động nghỉ việc, bỏ việc, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gắn bó lâu dài với nghề.